Hiệp 1 của trận đấu chính thức bắt đầu. Ngày hôm nay là một ngày với không khí đầy lễ hội ở thủ đô. Và lúc này phía trên thì Denison Junior chính là cầu thủ cao nhất trên hàng công của Hà Nội FC. Văn Quyết không vào, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu có lẽ là như vậy, thuộc về Văn Quyết. Một khoảng trống rất lớn được lộ ra. Những pha phối hợp nhỏ của cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An. Ola ha, Rafael Suset, khoảng trống. Rafael Suset sút không vào. Đây là câu trả lời của Sông Lam Nghệ An. Hai ngoại binh của Sông Lam Nghệ An đủ để mang lại một cơ hội ăn bàn dành cho đội bóng xứ Nghệ. Hàng thủ của Sông Lam Nghệ An vẫn đang được duy trì với số đông. Đánh nhau. Thêm một pha bóng nữa có sự xuất hiện của Tan Quê. Tan Quê là cầu thủ có chiều cao 1m78 nhưng là tiền đạo chọn chỗ rất hay. Hà Nội FC đã đăng ký ngoại binh này trước hạn chỗ sổ ngoại binh. Cơ hội Tan Quê không được. Bàn thắng đang đến rất gần với Hà Nội FC rồi. Quả đá penalty dành cho Hà Nội FC. Bóng đã chạm vào tay của Lê Nguyên Hoàng ở trong vòng 16m50. Tuấn Hải vào, 1-0 dành cho Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô đã vươn lên ở phút thứ 37. Cho đến lúc này thì những ngoại binh của Hà Nội FC trừ một rất nguy hiểm, cơ hội sút vào. Khởi đầu hoàn hảo cho Denison Junior. Tiền đạo người Brazil đã lập công. Rất nguy hiểm. Văn Quyết sút không vào, hoan hô Văn Bình. Một phản xạ rất tốt. Cao Văn Bình đã sửa sai cho các đồng đội của mình. Lên bóng dành cho cao thủ Sông Lam Nghệ An. Sĩ Hoàng đường truyền cho Olaha. Olaha thoát xuống rồi, Olaha đưa bóng vào. Tuy nhiên trọng tài đã bắt việt vị. Và lúc này thì tiếng còi của trọng tài Hoàng Thanh Bình đã vang lên. 2-0 là kết quả cuối cùng của cuộc đua sức này trên sân hàng đẫy. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.